xa khỏi chốn này, nhấc chiếc phone lên gọi cho 500 anh em đến đây. Mình cùng nhau khám phá những miền đất mới, mình cùng nhau rẽ lối đi khắp phương trời. Còn chờ gì nữa, thời thanh xuân có bao lâu, tuổi trẻ phải đi trải nghiệm thế giới muôn màu. Con gái
đây là nhà sâu. Hey, anh em mình là cái gì nào? Bất cọ. Anh chị MC hơi bị liệu. Đội bất cọ. Đội bên đây là đội gì ạ? Chuẩn bị 1, 2, 3. Chấp hết. Không, tên đấy mà dạ. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hồi nãy em nghe anh nào nói là có anh nào đọc lộn. Ok, bên đây là bắt cọp. Dạ đúng rồi, dễ lộn mà. Bên đây là bắt cọp, lăn hồi là lộn qua luôn hả. Chấp hết, bắt cọp. Ok, rồi mấy con ơi, bây giờ mình mặc áo phao giùm chú nè. Có con áo phao rồi. Bây giờ mọi người sẽ đi mặc áo phao giùm chú nha. Con mặc áo phao đi con trai. Ở con gái. Không mặc không. Rồi, bây giờ mấy con bạn nào, con trai bên đây con biết bơi không? Con biết bơi không? Bây giờ mấy con mặc ok. Rồi bây giờ xin mời hai đội mình sẽ thành hàng dọc giùm em nè. Rồi chấp hết. Dạ có à? Dạ. Không, nói chơi thôi, nước ở đây không có đĩa nha chị. Tại vì hồi sáng nó có đồ chơi, nước hơi đục chút xíu nha chị. Nước của em là nước sông Cam Lồ, dẫn từ sông Mê Công, vô nó hơi đục chút xíu anh chị, thông cảm. Dạ, dạ, sao vậy? Dạ, tất nhiên là con. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ xin mời hai anh trai đầu tiên. Đó là xin mời hai anh trai đầu tiên, mình sẽ ra bao búa và kéo. Ai thua thì nhảy xuống mương giùm em, ai thắng thì mình vòng ra đằng sau được không ạ? Dạ, thắng là mình đạp xuống hả? Không, thôi thắng mình nhảy thôi. Dạ, thua thì mình bỏ lộn. Thắng thì đi ra đằng sau, thua thì mình nhảy xuống mương nha. Chuẩn bị 1, 2. Bạn phát không điều mà nếu ai thương em thì xin phải lấy dĩa, phải xin dĩa. Xin đi xếp hàng cho bà con. Ôi trời ơi, khởi động quá là kỹ rồi. Để xem khởi động kỹ có thắng không. Chuẩn bị 1, 2, 3. Xuống nhà giùm em. Ui là trời. Khởi động nửa tiếng đồng hồ anh chị. Anh ơi, mình chưa có chơi. Dạ một anh đầu tiên thôi. Ai chơi thì nhảy. Ai chơi thì mình nhảy. Còn ai chưa chơi thì mở trên giùm em nha. Rồi tới con gái nè. Rồi con gái. Xách ba lô lên và đi thật xa khỏi chốn này. Nhấc chiếc phone lên gọi cho 500 anh em đến đây. Mình cùng nhau khám phá những miền đất mới. Mình cùng nhau rẽ lối đi khắp phương trời. Còn chờ gì nữa, thời thanh xuân có bao lâu. Tuổi trẻ phải đi trải nghiệm thế giới muôn màu. Ta cứ
kia. Ờ đi cầu lắc tính ghen không đội ơi. Bây giờ hai chị mình sẽ đứng lên sau đó bỏ tay sau lưng giùm em. Bao nhiêu nơi mà ta muốn thấy, lỡ mai sau ngày tháng vội phải vẫn nhớ về giây phút này. Nơi xa xôi nào ta cũng đi, thanh xuân ta đừng nên hoang phí, tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, cho nên ta hãy tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, cho nên ta hãy